is Nguyễn Tinh Ngọc Hoa, number 9 of Vietnam Team. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Technocom lên trao giải vận động viên tấn công xuất sắc nhất cho Ngọc Hoa. Mỗi kỳ World Cup đều mang lại cho Hoa một cái dấu ấn và một cái sự trưởng thành rất là nhiều. Thứ nhất là tên tuổi nè, đó là một điều rất là quan trọng của từng vận động viên. VTV Cup không những đem lại cho Hoa cũng và tất cả các vận động viên nhiều cái tiếng cười và cũng nhiều nước mắt khi mà mình được thi đấu ở cái đấu trường quốc tế như vậy. Bên cạnh đó thì cũng mang lại cho Hoa nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cái sự yêu mến từ khán giả cũng như sự đóng góp từ lãnh đạo cũng như ban huấn luyện. Thì Hoa thấy đó là một cái điểm mà Hoa nghĩ là từng vận động viên đều phải trải qua thì họ mới có thể lớn hơn và có thể tiến xa hơn nữa trên cái bước đường mà mình đã chọn. Đó là cái điểm mà Hoa nghĩ là tất cả các vận động viên đều muốn và đều mong là mình sẽ nắm bắt được cơ hội và tạo được cái động lực để cho mình có thể là tiếp tục thi đấu và tự tin hơn trên đấu trường của mình.